Thưa quý vị, tại cuộc họp báo vào chiều qua do Bộ Y tế tổ chức cung cấp thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV, chủ trì buổi họp báo này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã cung cấp thêm nhiều thông tin mới ít biết trước đó về dịch corona. Theo đó, không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ với những người không bị bệnh. Tức là WHO chưa chứng minh được đeo khẩu trang y tế có tác dụng phòng bệnh corona. Thế nên việc đeo khẩu trang y tế chỉ là một trong các giải pháp để phòng chống bệnh. Ngoài ra, virus corona rất nhạy cảm với nhiệt độ, ánh sáng, tia cực tím và nó còn sợ cả gió, tức là sợ môi trường thông thoáng khí. Thế nhưng, để phòng bệnh thì các chuyên gia khuyên hãy mở cửa sổ nơi ở, nơi làm việc để tạo thông thoáng khí. Do đó, không nhất thiết phải dùng khẩu trang y tế ở những nơi không được khuyến cáo.